Ống hút hiện đại. Thầy Triệu ơi, anh vừa hoàn thành xong bài báo cáo về việc sáng chế ra chiếc máy làm hộp đựng thuốc lá bằng giấy rồi này. Ôi, thật như thế hả? Nếu vậy thì quả là rất tuyệt vời rồi. Anh thật sự đang rất háo hức đợi đến ngày nhận bằng sáng chế đi. Bánh gì ngon thế em? Khoan. Có chuyện gì mà em lo lắng vậy? Chiếc bánh này có bột mì trong đó đó. Mau nhả ra đi anh. Ấy chết, nguy hiểm quá. Lần sau á, anh phải cẩn thận hơn. Nếu như không muốn cơ thể lại dị ứng, ngứa ngáy và nổi mẩn đó nhé. Thật sự là anh quá chán nản vì căn bệnh dị ứng với lúa mì, lúa mạch này quá rồi. Chẳng ai lại đi dị ứng với thực phẩm lành tính thế này. Cơ thể anh thật khó chịu mà. Thôi nào, ai cũng đều gặp một số vấn đề khó khăn trong cuộc sống mà. Có những căn bệnh dị ứng còn lạ hơn anh đấy chứ. Anh sẽ đi ăn với bạn ở nhà hàng vào chiều nay để cảm ơn người bạn ấy đã giúp đỡ anh trong quá trình nghiên cứu. Thế nên em và cả nhà cứ ăn cơm trước đi nha. Dạ. Hôm nay cậu ăn gì á thì cứ gọi, tôi sẽ khao. Ôi anh Stone, anh làm gì mà mời em đi ăn ở nhà hàng sang trọng thế này chứ? Đây là lời mời cảm ơn vì em đã hỗ trợ cho anh rất nhiều trong những buổi nghiên cứu và phát minh. Trong quá trình ấy, em cũng học hỏi được nhiều điều mà. Em phải cảm ơn anh mới đúng. Trong quá trình đợi quý khách gọi món, nhà hàng chúng tôi xin gửi tặng quý khách 2 ly nước để dùng ạ. Wow, nước ngon lắm anh ạ. Uống vào mát cả người. Anh thử miếng đi Stone. Cũng ngon và mát thật đấy. Nhưng hình như anh cảm thấy vị của nó vẫn chưa trọn vẹn. Không biết là vì sao. Cái lớp gì thế này nhỉ? Đó có thể là lớp mùn ạ. Vì ống hút làm từ thân lúa mạch, lúa mì nên sẽ thường có những ván mùn như thế ạ. Đây là điểm đặc biệt của nhà hàng chúng tôi. Không, đừng cười nhạo tôi mà. Anh lại gặp ác mộng à? Anh đang ở đâu thế này? Anh đang ở trong bệnh viện. Anh hôn mê một ngày một đêm rồi, làm em lo lắng muốn chết đấy. Bây giờ anh cảm thấy cơ thể thế nào rồi ạ? Cơ thể anh phản ứng với lúa mạch, lúa mì rất dữ dội, cứ nóng ran và sốt cao mấy hôm nay. Em lo lắm đấy. Bây giờ trong bụng anh vẫn còn cảm thấy nhộn nhạo, khó chịu. Vẫn còn cảm giác ngứa rầm ràng hết cả người. Anh cảm thấy có lỗi vì đã khiến mọi người phải khổ, phải lo lắng cho anh. Được thấy anh hồi phục là mọi người đã vui rồi. Bệnh dị ứng này cũng dễ tránh, chứ không có gì quá khó. Anh đừng suy nghĩ quá nhiều và hãy bỏ ngoài tai những lời dị nghị, giễu cợt nha anh. Mấy đêm liền em đều nghe tiếng la thất thanh của anh á. Anh bị ám ảnh những tiếng cười nhạo. Chúng nó thật khó nghe. Nếu cái gì liên quan tới lúa mì, lúa mạch thì anh sẽ chủ động thay thế nó bằng một chất liệu khác. Đúng rồi,
Nếu vậy thì anh sẽ tìm cách tạo ra chiếc ống hút bằng vật liệu mới, để những người trong nhà hàng đó không còn cười nhạo anh nữa. Em sẽ ủng hộ anh hết mình. Mình sẽ dùng chất liệu gì để có thể thay thế chiếc ống hút bằng thân lúa mì, lúa bạch thế? Cày vào không? Được rồi, cứ để đó cho anh đi. Chúng đây rồi. Nước mưa đang trượt trên thân những chiếc đèn cày này. Chúng hoàn toàn không bị ngấm nước. Liệu mình có thể dùng chúng để tráng lên giấy không? Stone, anh làm gì cứ đứng thừa người ra thế? Bây giờ anh lại tìm ra được một cách khác để khiến giấy cứng cáp hơn rồi. Cách gì đấy? Anh sẽ thử tráng sáp paraffin lên giấy Manila. Anh tin là nó sẽ hỗ trợ để giấy chống thấm nước tốt hơn. Rachel, em xem này. Không, em hãy dùng nó thử xem sao. Em không cảm thấy mùi gì khó chịu từ ống hút giấy này, nên vị nước vẫn được giữ nguyên. Đã vậy, chiếc ống hút cũng không bị ướt và mềm nhũn ra nữa. Rachel ơi, anh đã...
không những đáng yêu mà lại còn rất chăm chỉ, biết điều nữa. Ai mà cũng như mèo con á thì ai ai cũng yêu quý. Ta là ta thấy mèo con tuyệt vời nhất trong tất cả các loài vật. Chú thật nói đúng với lòng của ta. Đúng, ta là con mèo con đáng yêu. Ta là mèo con xinh đẹp, ai nhìn ta cũng yêu cũng quý. Thích quá, thích quá đi. Thích quá. Mèo con thông minh này, giờ tôi buồn ngủ quá à. Không biết mèo con có thể giúp ta trong nhà cho ông chủ không? Việc này đơn giản lắm, mèo con thông minh chắc chắn làm rất tốt. Chỉ cần mèo con thấy ai lạ gọi tôi là được rồi. Tất nhiên rồi, mèo con ta đáng yêu, chăm chỉ mà. Chú cứ đi ngủ đi, việc trong nhà cứ để mèo con lo. Chỉ có mèo con mới có thể giúp bác thôi. Cảm ơn mèo con nha, ta ngủ giấc ngắn thôi. Trời sẽ dậy trong nhà cho mèo con đáng yêu đi tung tăng. Cả nhà tí hon, lâu lâu không làm lại là tại chú dế không chăm chỉ như mèo con mà. Này, mèo con nhẹ cái chân thôi, tốt nhất là đừng có nghịch như vậy nữa. Cẩn thận làm hỏng ngôi nhà của tớ đấy. Trời ạ, sao dế rất khó tính thế. Phải đáng yêu xinh đẹp như mèo con chứ. Như vậy ai cũng quý, ai cũng thương. Tuyệt vời nhất thế gian này. La la la, la la la. Đúng là một chú mèo ưa nịnh nọt. Đôi khi người ta nói chỉ muốn có lợi cho bản thân họ thôi mèo con ạ. À, họ không nói thật đâu. Mèo con... Dế lại đi ghen tị với tớ chứ gì. Không ai khen cậu nên cậu đâm ra ghen ăn tức ở chứ gì. Ha, thật là xấu tính quá. Từ bây giờ tớ không chơi với bạn nữa đâu. Cháu mèo con hay đi ăn quà, mãi chơi lắm, chứ hay chơi ngoài vườn. À, ngày mai chúng ta lại đi chơi tiếp nha. Chứ dế rất đáng ghét, làm tớ mất hứng rồi. Mèo con và chú khỉ ơi, nghe ta dặn này, ta đi ra ngoài có chút việc. Các người cùng với chó không được nghịch ngợm nhiều mà làm nhà cửa bề bộn. Nếu không ta sẽ phạt đó, nghe chưa? Dạ, ông chủ cứ yên tâm, mèo con ngoan ngoãn mà. Vậy là không còn ai quản chúng ta nữa. Chúng ta được tự do nhảy múa rồi. Thật là vui sướng biết bao. Chú khỉ ơi, tôi thấy có mùi gì thơm lắm á. Hình như là... À, ta biết rồi. Ở bếp. Đậu phộng rang là đậu phộng rang. Ôi, đậu phộng rang vừa ngon và thơm. Nhưng mà bếp lửa nóng thế kia, làm sao mà lấy được nhỉ? À, mèo con là kẻ chỉ thích nịnh nọt. Ta chỉ cần nói vài câu là không cần vất vả lấy đậu phộng mà vẫn được ăn ngon lành. Mèo con ơi, ở nhà này bạn là người thông minh nhất này, chăm chỉ nhất này, bạn cũng tài giỏi nhất và vô cùng đáng yêu nữa. Bạn chịu đậu phộng ra rồi, chúng mình cùng ăn đi. Chú khỉ nói chỉ có đúng thôi à. Ta thông minh nhất, ta tài giỏi nhất. Được rồi, để mèo tài giỏi ta lấy đậu phộng nào. Được rồi, để yên ở đây, lát hai ta cùng ăn nhé. Nóng quá. Nhưng mà bây giờ mình kêu lên thì thật là mất mặt. Thôi, phải cố lấy chút đậu phộng nữa cho chú khỉ biết tay. Là mèo con à, hôm nay ta bắt quả tang rồi nha. Hóa ra dám ăn vụn đậu phộng mà. Không, không phải mèo con ăn mà là chú khỉ ăn á. Lại còn dám cãi à? Ở đây chỉ có ngươi thôi, những hạt đậu phộng thì biến mất. Chẳng phải là ngươi đã ăn hết hay sao? Hôm nay ta phải phạt ngươi thật nặng cho nhớ đời. Là chú khỉ đã lừa ta. Ta vất vả khều đậu phộng, nóng rát cả bộ râu, vậy mà ta không được ăn hạt nào. Mèo con à, giờ thì cháu đã biết những kẻ nịnh hót luôn tìm cách lợi dụng lòng tốt của người khác rồi chứ. Cháu đã bị lời khen của khỉ tinh ranh mà lấy đậu phộng cho khỉ ăn, để rồi bị phạt. Cũng như lúc trước, chỉ vì chó nịnh nọt vài câu là cháu trong nhà cho chó, trong khi đó là nhiệm vụ của nó. Qua lời dạy bảo của bác gà trống, mèo con đã học được bài học quý giá rằng tin những lời nịnh hót của người khác sẽ gây họa cho chính mình. Quốc vương.
Chuyến này đi thị sát dân tình, người theo dõi thấy gì lạ lùng, nhớ nói cho ta biết. Xem lũ dân đen ngoài kia thành có đang giấu giếm chuyện gì hay nghĩ xấu gì về hoàng gia không, rõ chưa? Dạ vâng, thần biết rồi ạ. Người đàn ông kia làm công việc nhàm tẻ mà sao có vẻ chăm chỉ quá. Từ sáng sớm đến tối mịt vẫn ở nguyên chỗ đó, không thấy nghỉ ngơi. Ta hơi tò mò, phải hỏi chuyện ông ta một chút mới được. Người trong nghĩa địa kia nhìn thấy ta sao không chào hỏi? Ông là ai? Tôi đâu biết. Tại sao tôi phải chào một người dân chưa từng nói chuyện cơ chứ? Chẳng lẽ tên hèn mọn đó không thấy thần thái cao quý ngút trời của ta hay sao? Bẩm quốc vương, người quên là người đang đi thị sát dân tình sao ạ? Người ăn vận cải trang đi rồi, ông ta khó mà nhận ra được thần thái quốc vương ở người ạ. Tạm bỏ qua cho lão ta, nói cho hắn biết ta là ai đi. Kẻ trong mộ kia còn không mau hành lễ với quốc vương. Thần là Covid, thật là vinh dự được diện kiến trước ngài, thưa quốc vương. Được, Covid, ta có chuyện này muốn hỏi ngươi đây. Ngươi làm nhiều như vậy nhất định kiếm được không ít tiền. Ngươi có thể nói cho ta biết ngươi đã dùng số tiền vào những việc gì không? Bẩm quốc vương, tôi đem 1/4 số tiền quẳng xuống nước, 1/4 số tiền để trả nợ, 1/4 số tiền để cho người khác mượn, còn lại 1/4 số tiền thì để cùng người vợ sống qua ngày. Cái tên này nói cái gì thế nhỉ? Mình chẳng hiểu gì sức. Này tên kia, ta tặng ngươi 3 đồng tiền vàng để ngươi giải thích cho ta nghe về những lời ngươi vừa nói. Rất đơn giản thôi ạ. Tôi dùng 1/4 số tiền để mua muối ăn, nó thật quá đắt. Sao bệ hạ định thuế muối cao quá như vậy? Hỗn sự, kẻ dân đen hèn hạ kia, thuế muối cao đâu liên quan gì đến chuyện ngươi quẳng tiền xuống nước. Xin bệ hạ bình tĩnh, tôi còn chưa giải thích ạ. Được, nếu ngươi không giải thích hợp lý, ta sẽ chém đầu ngươi. Tôi cần phải có muối. Nhưng nó tới đầu tôi thì lại biến thành mồ hôi chảy ra mất. Như vậy chẳng khác gì tôi mang 1/4 số tiền kiếm được ném xuống nước vậy. Ngoài ra tôi đem 1/4 số tiền để phụng dưỡng cha mẹ già. Họ nuôi tôi lớn lên, bây giờ già lão không làm lụng gì để sống được, nên tôi nuôi lại họ. Như vậy cũng giống như trả nợ. Còn 1/4 số tiền là tiêu dùng nuôi các con tôi. Đợi khi tôi già sẽ được dựa vào chúng mà sống, cho nên cũng như tôi đem tiền cho mượn. Còn 1/4 số tiền cuối cùng, tôi đã nói rồi, tôi và vợ tôi dùng để sống qua ngày. Tôi đã giải thích cả rồi, xin quốc vương giữ lời ạ. Giỏi lắm, có lý lắm. Ta không ngờ một tên trông coi nghĩa địa lại có thể thông minh đến thế. Bây đâu, đưa hắn tiền đi. Covid, người tốt số lắm đó nha. Bẩm, thần xin cảm tạ ân đức trời biển của quốc vương. Nhưng ta có một điều kiện, ngươi phải nhớ, trước khi gặp lại ta lần sau, với bất cứ ai cũng không được tiết lộ về đáp án câu hỏi của ngươi, nếu không ta sẽ chặt đầu ngươi. Thần xin ghi lòng tạc giả. Tên Covid này, ngươi liệu mà giữ cái miệng của ngươi, nếu không ta sẽ cho ngươi biết thế nào là lễ độ. Dạ bẩm quốc vương, 1/4 số tiền quẳng xuống nước, 1/4 số tiền để trả nợ, 1/4 số tiền để cho người khác mượn. Như vậy là sao ạ? Chúng thần không hiểu. Sao? Trong các ngươi không ai giải được ý nghĩa những lời này à? Dạ, chúng thần đã nghĩ nát óc mà không thể giải nghĩa được câu hỏi của người. Đúng vậy, một câu đố quá hốc búa đi. Trí tuệ của quốc vương cao siêu quá nên chúng thần đành phải bó tay ạ. Ta lệnh cho các ngươi trong 3 ngày phải nghĩ ra đáp án. Nếu không, ta sẽ phạt các ngươi quỳ ở đại điện 1 ngày 1 đêm.
mang tiếng là các quan đại thần trong triều mà toàn lũ dốt nát như vậy. Ôi trời ơi, hôm nay quốc vương lại trở chứng rồi, làm sao chúng ta thoát được hình phạt này đây? Nói bé bé cái mồm thôi, quốc vương mà nổi giận thì chúng ta khó sống được. Có một mục sư biết Covid là một người trong coi nghĩa địa rất thông minh. Thế là mục sư đưa cho người trong nghĩa địa 3 đồng tiền vàng và biết được đáp án. Sau đó quay về bẩm báo lại quốc vương. Này, tên trong nghĩa địa kia, người đem đáp án báo cho mục sư biết, phải không? Chỉ có ta và ngươi biết được đáp án câu hỏi này mà thôi. Vâng ạ, thưa bệ hạ. Ta đã bảo ngươi là trước khi ngươi nhìn thấy ta một lần nữa thì không được nói điều đó với bất kỳ ai, phải không? Bây giờ ta phải chặt đầu ngươi. Tâu bệ hạ, sau khi chia tay bệ hạ lần trước, tôi đã gặp bệ hạ mười mấy lần. Sao? Ngươi nói vậy là ý gì? Là thế này, ngày nào mà tôi chẳng thấy những... Comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!